Xin chào mừng các bạn đã đến và cùng nhau quay trở lại với channel của Nguyễn Công PC. Đã lâu lắm rồi trên kênh của chúng mình lại chỉ có những cái bộ PC gọi là giá nó hơi cao. Và chúng mình cũng làm rất là nhiều các cái content về so sánh các cái card đồ họa cũng như là so sánh chip. Mà cũng quên mất rằng là cũng có những anh em rất là quan tâm đến những bộ PC giá siêu hạt rẻ nhưng mà hiệu năng phải cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, thế nên là mình hiểu cái mong muốn đó của anh em. Chính vì thế mà mình mang đến cho anh em một bộ PC ngày hôm nay. Giá đâu đó chỉ loanh quẩn khoảng tầm 15 triệu thôi. Nhưng mà anh em yên tâm là bất kể một game nào mà anh em đang có thể nghĩ ra trong đầu ở thời điểm hiện tại thì em này hoàn toàn có thể chiến tốt, thậm chí chiến ở cái mức cấu hình rất cao. Vậy thì anh em có tò mò rằng cái bộ PC nhân vật chính đang đặt bên cạnh mình đây có những gì không? Vậy thì bắt đầu hành trình với mình trong trong cái video ngày hôm nay nha. Vốn dĩ là chúng mình làm rất là nhiều các bộ PC về đội xanh rồi, thế nên là hôm nay ở đây chúng mình sẽ làm full về đội đỏ luôn. Và đây sẽ giới thiệu đến với anh em luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi đầu với một em CPU. Thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một em CPU Ryzen 5 4005. Ở cái em Ryzen 5 4005 này, nếu như anh em so sánh cái mức giá bên ngoài thị trường thì em nó sẽ có cái mức giá đâu đó khoảng tầm 1,7 triệu. Hiện tại đang bán tại Nguyễn Công PC. Thì 1,7 triệu anh em sẽ có một em CPU gì? 6 x 12 luồng anh em ạ. Anh không nghe nhầm đâu, 6 x 12 luồng giá chỉ có 1,7 triệu thôi. Và cái xung của em ấy là 3,6 và tăng tốc của em ấy lên tới tận là 4,1. Đó, bên cạnh đó thì cái số Mekis L3 của máy là 8M. Đó, anh em chơi game thì cũng khá là ổn. Đó là về cái em Ryzen 5 4005 nha. Rồi, vậy thì với cái em Ryzen 5 4005 này thì nó sẽ phục vụ mục đích như thế nào? Anh em sẽ thấy là nó sẽ chơi game yếu hơn một tí, nhưng bù lại nó sẽ giúp cho anh em trong cái công việc đa nhân đòi hỏi cái hiệu quả đa nhân hơn rất là nhiều. Ví dụ như những anh em làm về render này, làm về Final này, render Premiere này, render về Photoshop ở đấy, thì nó lựa chọn em 4005 này sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ thông minh, bởi vì em ấy có 6 x 12 luồng. Bên cạnh đó thì với cái giá là 1,7 triệu thì anh em sẽ tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. Và cũng là vì sử dụng socket AM4, thế nên là chúng mình đang lựa chọn ở đây đó chính là một em bên B450M Gaming đến từ Gigabyte. Và bởi vì là cái combo này anh em sẽ thấy là khi mà chúng ta lựa chọn Ryzen 5 4005 thì đi cùng với em B450 Gaming này thì chi phí anh em sẽ giảm đi được khá là nhiều, nếu như không muốn nói là rất là nhiều luôn. Và cái em bên này của chúng ta sử dụng socket AM4 và chúng ta sẽ có sẵn được 2 thanh RAM, thế nên 2 khe cắm RAM ấy, thế nên là mình sẽ lựa chọn luôn ở đây là dual channel RAM. Và mình vẫn luôn nói với anh em rằng là khi mà chúng ta sử dụng các cái bộ PC mà sử dụng cái cấu hình AMD ấy, anh em luôn luôn phải chọn cho mình là dual channel. Thứ nhất là gì? Dual channel đã giúp anh em tối ưu hiệu năng hơn rất là nhiều rồi ở bất cứ một bộ PC nào. Và đặc biệt đối với những hệ thống của AMD thì dual channel nó sẽ đẩy cái hiệu năng của anh em hơn, mạnh hơn nữa khi anh em chỉ sử dụng một channel mà thôi. Và mình đang sử dụng ở đây đó là 2 TB FreeBSD với tổng dung lượng là 16GB với số bus là 3200, đó DDR4. Và về linh hồn của bộ cây này thì chắc chắn là không thể thiếu được card đồ họa rồi, đúng không anh em? Chúng ta đang có ở đây là AMD Radeon RX 6600. Đối với em này thì hiện tại đang được bán tại Nguyễn Công PC với giá đâu đó là vào khoảng tầm 5,8 triệu. Ở 5,8 triệu anh em sẽ có gì? Một em card đồ họa với dung lượng VRAM là 8GB, chuẩn GDDR6 này, bus width là 128 và chúng ta sẽ có PCIe Gen 4X8. Đó, và đối với cái em này thôi, anh em tưởng tượng được không, khi chúng ta chỉ cần bỏ ra 5,8 triệu là chúng ta đã có được một em card đồ họa mà có thể, nếu như mà mình qua những cái trải nghiệm của mình nhá, những cái tựa game AAA em này cũng không ngán, chứ đừng nói là những tựa game eSports thông thường đâu. Và cái thế mạnh của em này còn thể hiện ở chỗ em này mặc dù chơi những tựa game nặng mức thiết lập cao nhất nhưng em này vẫn rất là mát và ăn cực kỳ là ít điện luôn. Anh em có thể xem qua được những các cái bài test game của mình và anh em sẽ xem chi tiết ở phần sau. Và nhưng ở đây thì anh em sẽ xem qua một vài cái video đấy thì anh em sẽ thấy là nó chưa bao giờ vượt quá là hơn 100W điện cả. Nó sẽ chỉ dao động ở mức khoảng tầm 99 cho đến 100W điện thôi. Nó rất là ăn ít điện luôn anh em ạ. Và bên cạnh đó nha, anh em vẫn thường hay biết là cái hệ thống tản nhiệt của Gigabyte là một hệ thống mang tên là Wave4, thì nó là một hệ thống mà luôn luôn mang lại hiệu quả trong bất cứ một cái dòng card đồ họa nào nữa. Thì em card này hiện đã mát rồi, nay lại càng mát hơn nữa luôn. Và mình đánh giá là nếu như trong cái năm 2023 này với cái mức phân khúc là 5,8 triệu thì em card này sẽ là một cái đối thủ khá là đáng gờm và khá là nặng ký luôn. Nếu như anh em đang tìm cho mình một dòng card giá rẻ nhưng có thể cân được
bất cứ một cái tựa game và không ngán bất cứ một cái tựa game đồ họa nặng nào với cái độ phân giải là Full HD. Bên cạnh đó thì một số cái điểm nổi bật của em này nữa đó chính là có công nghệ AMD FreeSync này. Anh em chơi game sẽ không có hiện tượng xé hình các thứ xảy ra nữa. Và em này còn có thể stream lên tới tận độ phân giải lên tới 8K ở đấy. Nhưng còn cái câu chuyện stream thì chắc chắn là sẽ là câu chuyện ở đằng sau rồi. Thế nên ở phần này chúng ta sẽ không bàn đến. Rồi ok, đấy là về phần cào đồ họa của chúng ta. Và về phần ổ cứng thì sao? Ổ cứng thì ở đây thì mình vẫn chọn một em ổ cứng rất là quen thuộc mà mình đã giới thiệu đến với anh em rồi. Đó chính là em MSI Spartium. Đó, thì MSI Spartium này thì nó sẽ có một cái tốc độ nó sẽ cao hơn NV2 mà cái giá nó lại ngang bằng thôi. Vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn em MSI Spartium này đúng không? Rồi, đấy là về ổ cứng nha. Và cái dung lượng của chúng ta là 500GB, thế nên là thỏa sức luôn, anh em có thể tải luôn rất là nhiều những cái tựa game nặng luôn. Rồi, về phần nguồn của chúng ta đang có ở đây thì với cái cấu hình này, anh em sẽ chỉ cần là lựa chọn một cái bộ nguồn khoảng tầm 600W là đã thừa sức cân rồi. Nhưng ở đây mình vẫn lựa chọn cho anh em một bộ nguồn là 700W để cho nếu như sau này anh em có muốn nâng cấp bất cứ một cái linh kiện nào thì anh em vẫn có thể thoải mái nâng cấp mà không sợ về vấn đề thiếu nguồn hay là rụt áp hay là bất cứ một vấn đề gì xảy ra. Và với bộ nguồn 700W này thì anh em có thể nâng lên một cái mức đồ họa hoặc là cái mức cấu hình có phải gọi là kha khá luôn đấy anh em ạ. Thế còn về vấn đề tản nhiệt thì sao? Đối với cái em Ryzen 5 4005 này thì chắc chắn rồi anh em sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều về vấn đề tản nhiệt. Thậm chí anh em lựa chọn một em tản stock đi kèm cùng với em chip này cũng vẫn ok. Nhưng mà để đảm bảo về tính thẩm mỹ ở đây thì mình vẫn lựa chọn một em tản nhiệt khí. Thì em mình lựa chọn ở đây thì sẽ là một cái em Thermalright Burst Assassin 120 RGB. Thì đấy, với cái em này thôi thì anh em không cần phải quan tâm bất cứ một cái vấn đề gì về tản nhiệt luôn. Đấy, đây là tổng quan về cái bộ cây này. Thì bộ cây này thì mình sẽ lựa chọn nó sẽ hơi nhiều LED một tí, nó sẽ thiên hướng gaming nhiều hơn. Đó thì sau đây anh em sẽ kiểm chứng sâu hơn về cái hiệu năng tổng thể của bộ PC này thông qua cái phần test game ngay sau đây nha. Tổng kết lại với bộ PC này thì anh em sẽ có được những gì và làm được những gì. Nếu như mình đánh giá thì bộ cây này sẽ dành cho những các cái bạn mà nó sẽ không quá chuyên game. Nhưng đổi lại anh em sẽ làm được những cái công việc liên quan đến cái hiệu năng đa nhân nhiều. Ví dụ như anh em không chỉ chơi game mà còn làm việc nữa. Và đặc biệt là những anh em mà cần cái hiệu năng đa nhân, cần những cái hiệu năng render hay là cần một cái sức mạnh đa nhân nó phải lớn lớn một tí thì cái bộ cây này hoàn toàn đáp ứng tốt được cho anh em không chỉ cả chơi game mà còn làm việc nữa. Vậy thì qua cái phần B-roll vừa rồi, qua cái phần test game vừa rồi, anh em cũng đã một phần nào đó đánh giá được sức mạnh tổng thể cũng như là hiệu năng của bộ PC này rồi. Vậy thì không biết ý kiến của anh em như thế nào, và với cái mức giá đâu đó khoảng tầm 15 triệu thì mình đánh giá đây sẽ là một bộ PC giá rẻ mà sẽ đáp ứng rất là ngon cho anh em, không chỉ cho làm việc và cả chơi game nữa. Còn thông tin chi tiết về bộ cây này thì mình sẽ để ở phần mô tả để cho anh em tiện theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.